đi về quê mòn mỏi quá, mòn mỏi quá rồi nằm ngủ ha. Rồi Khánh nó nằm quèo. Vậy nấu nướng Khánh ơi. Vậy là mà biết à. Trời ơi, mít ra mít thái giờ chồng. Mít này hình như là chồng có 5 rưỡi có ăn nè. À, để da ngồi nè. Chắc mà mít này là mít tơ à. Cây nhỏ mít tơ. Cả nhà quay cho cả nhà coi nha, một vườn mít. Đó đường nè, hắn làm nhà xây cắt hả, rõ đường ra xa chở. Một giải gì á hả, trồng được quá cũng quá trời mít chứ, gần không. Ba cái mít này chắc mít tơ. Ủa, cái đó là xây kinh tỉnh đó hả? Ủa, kinh tỉnh xây cao vậy hả? Hòm để trên mặt không à chị? Ờ, hòm để trên mặt. Để xong cái nhà bê tông đổ vô. Đi ngổ bê tông chứ không có lắp cát. Ờ. Rồi xây nó để trên mặt không à. Chứ không có đào như mình. Ờ. Xong cái bỏ vô cái nhà bê tông đổ vô. Vậy là xong rồi đó. Ừ. Đổ vô. Để vô nhà bê tông á, đổ bích lên phía trên luôn. Lấy cốt đem về. Để nó lấy cốt không à? Rồi người lấy cái bỏ vô hũ luôn. Lấy lần lấy cái này mít qua mít này ở nhà mình hay sao? Mít nhà Út chồng hay hả? Ờ ngon phải ha, vườn mít. Rồi ảnh ở nhà ảnh làm gì cũng được rồi. Rồi ở nhà lắm. Ừ. Mà mẹ thì cái ông tôm xuống không biết nó có nhà nó cũng cơm ông không vậy đây. Bỏ đi cháu nha. Vậy vậy anh em hợp lại ra điều kiện. Ở đây thờ phượng ổng thì ở bộ mấy thì về phần nó thì nó làm giờ khi có người vô đừng thấy ổng xui cái dần thờ. Ô giao điều kiện gì cũng ấy gì thôi chứ người. Ờ nó cái tâm của nó mà bây giờ cũng bán đây đó không? Còn đối là ờ, đúng rồi. Đó hay sao? Qua tới bản luôn tới tới đó tới ngoài ranh lúa đó. Lúa cũng đã lớn. Trời ơi một cái mít năm công lớn. Hỏi lúa là cái cành lúa đó là đó cành lúa đây. À thật phiêu quá giờ cao bằng vậy. Đó ngoài là đất không anh em nữa. Có ngồi quá. Ngồi công à. Hai công như anh công. Nói là gần tao. Công nó dài ra tới cái hàng cây phải đó. Quay cho cả nhà coi một vườn mít nè.
À, vườn mít rồi nha, vườn mít của con Di làm. Đó, bây hở một cái mít Thái á là một cây hai trái. Một cây hai trái hả? Năm nè, đó. Mít Thái. Ha. Ừ. Cái nhà coi nha, mình đi về quê. Thấy không? Trồng mấy hả, mấy con mít Thái. Nó vô vườn mít Thái nha ha. Đó, thức khuya quá, giờ quần bậy. Đây cả nhà. Mấy thầy này thức khuya quá, giờ quần bậy.